chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Hôm nay là một ngày điên rồ của con hả? Có thể la hét thoải mái mà không ai làm phiền thì phải thích chứ chú. Đói chưa? Đi ăn thôi. Con còn muốn đi dạo chút nữa. Ruột gan của con đang phải sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Mà nghe nói chú sắp đi Phước Hải hả? Nhưng mà chú không muốn đi. Sao vậy? Vì chú lo cho con. Chú có tiến bộ ghê ha. Biết quan tâm tới người khác nữa. Quan trọng là người ta có muốn nhận hay không thôi. Chú Khôi kiêu ngạo mà lần đầu tiên con gặp đây á hả? Vậy con thích người nào? Con thích chú. Có hối tiếc hay không? Không. Vậy thì hãy hứa với chú một điều. Điều gì? Phải mạnh mẽ như lúc này và cùng với chú vượt qua mọi việc. Con sẽ hứa với chú, nhưng mà chú cũng phải hứa với con một điều nha. Tập trung vào công việc. Tại vì khi chú làm việc, chú ngầu lắm. Chỉ vậy thôi sao? Với lại á, không được vô tình gây thương nhớ cho người khác nữa. Chú hứa, được chưa? Chưa. Thằng Khôi đi công tác rồi hả con? Dạ, đi hồi sáng rồi mẹ. Ừ, tốt. Nghĩ vậy là nó vẫn không biết lo công việc. À, kêu nè. Dạ. Mẹ có kêu bác sĩ tới một lát khám thai cho con đó. Dạ. À, mẹ ơi, không phiền bác sĩ tới khám đâu. Con đưa vợ con đi được mà. Sao được? Mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con dâu của mẹ. Mẹ chỉ muốn lo lắng chăm sóc cho cháu nội của mẹ thôi mà.
Không lẽ những chuyện đó mà con cũng ngăn cản mẹ nữa hả? Dạ mẹ ơi, có chuyện này con muốn thưa với mẹ, nhưng con mong mẹ hãy bình tĩnh. Chuyện gì? Chuyện gì mà con cứ đào trước đón sau vậy? Dạ vợ con sảy thai rồi mẹ. Sảy thai? Con nhẫn chơi với mẹ đó hả? Dạ không, con nói thật. Con không dám nói cho mẹ biết, tại con sợ mẹ buồn. Sợ mẹ buồn rồi giấu mẹ, không dám nói cho mẹ biết. Nhưng mà trước sau gì mẹ cũng phải biết. Giấu đến bao giờ? Cái chuyện này là ý định của vợ con đó phải không? Dạ không, đây là chủ ý của con chứ không phải của vợ con đâu mẹ. Chủ ý của con hả? Dạ. Nếu ngày hôm nay mẹ không kêu bác sĩ tới khám thai vợ con thì mấy đứa định giấu mẹ tới bao giờ hả? Đi trong cái căn nhà này coi mẹ như là có buồn nhìn đó hả? Dạ con xin lỗi mẹ. Hợp tác thành công, vui vẻ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, con chào chú. Anh Khôi, hay là bây giờ mình đi vào biển rồi ăn mừng đi. Cô đi một mình đi. Xong tất cả mọi việc rồi, tôi muốn về Sài Gòn. Anh này, đi vào biển mà đi một mình có vui đâu. Đi với em đi, ha. Tùy cô. Anh Khôi, dạ thưa nội. Vô đi. Dạ nội gọi con. Đừng gọi tôi bằng nội nữa. Tại sao cô còn trơ tráo ở đây? Bộ nội tưởng là con thích sống ở trong căn nhà này lắm hả? Nhà của nội tuy là rộng rãi thiệt, nhưng mà sống ở trong đây con thấy mọi thứ nó ngột ngạt lắm. Ngột ngạt thì phải đi từ lâu chứ, đợi đuổi à? Con cũng không có muốn ở lại đây để bị nội chì chiết mỗi ngày. Con chỉ muốn ở lại để chăm sóc cho mẹ. Đến khi nào mẹ con khỏe, bớt sốc rồi con sẽ đi. Nếu cô là đứa con có hiếu thì ngay từ đầu cô không có hành xử như vậy. Mẹ của cô sảy thai là vì cô đó. Cô là tất cả các nguồn cơn làm cho mẹ cô buồn đến mức độ phải sảy thai. Dựa vô đâu mà nội nói con là người làm mẹ con sảy thai? Bác sĩ đã nói với nội những lời như vậy sao?
dám hỗn sự với tôi hả? Ai dạy cô cách đó cả theo vậy? Dạ thưa mẹ, chuyện con sảy thai không có liên quan đến bé Ngân hết. Mẹ đừng nói quan cho bé Ngân tội nghiệp. Sao? Bây giờ hai người bày mưu tính kế đối phó tôi đó hả? Dạ, con không dám đâu mẹ. Cô mà không dám thì ai dám chứ? Lo mà dạy lại con gái của cô đi. Ăn nói trả treo người lớn tuổi, không ra cái gì hết. Đi ra ngoài hết đi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Cũng tại vì con mà lúc nào bà nội cũng la mắng mẹ, làm cho mẹ phải khổ sở. Đáng ra ngay từ đầu con không nên đến đây để sinh sống. Con đừng có nghĩ như vậy. Con không có lỗi gì hết. Lỗi là do mẹ. Mẹ đã không lo cho con được một cuộc sống tốt đẹp. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Cái vòng ốc này đi, nó đẹp lắm đó cô. Ừ, đẹp quá à. Cô thích cái này lắm nè. Đẹp không, đẹp không? Dạ đẹp, nhìn cô chú đẹp đôi á. Con hy vọng vòng ốc này sẽ giúp chú giữ được cô suốt đời luôn. Thank you.
Nhớ bé Ngân nữa hả? Em biết là con sẽ ổn, nhưng mà em chưa quen với cái cảm giác mà con sống xa em. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, mẹ
không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Nếu như mẹ nó nói như vậy thì tụi con sẽ dọn ra ngoài ở. Thôi, con nói cái gì vậy? Con uy hiếp mẹ đó hả? Dạ con không dám. Nhưng mà nếu như mẹ ép quá thì con sẽ làm. Con dám làm. Con. Mẹ anh ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ơi, đưa mẹ ơi. Con nghỉ. Mẹ sao vậy? Ngân. Tại sao con lại bỏ đi? Con đang hứa với chú thì sao? Sẽ cùng nhau vượt qua mà. Con thấy mình ích kỷ quá. Cứ theo đuổi điều mình mong muốn mà điều ấy lại khiến mọi người không vui. Con làm vậy con có vui không? Chuyện đó không quan trọng. Nếu con thấy vui mà bà nội không vui, mẹ cũng không vui, vậy thì con thấy vui để làm gì hả chú? Vậy còn chú thì sao? Con có nghĩ với chú hay không? Vì niềm vui của mình mà làm điều đó trở thành nỗi đau của kẻ khác, như vậy thì làm sao được hả chú? Còn chú nữa, chú có nhiều chuyện phải làm lắm. Từ chuyện công ty, chuyện gia đình, chú nên tìm một người phù hợp với chú và thuận theo ý nội để... Chú đã đi khắp nơi và bây giờ chú đã tìm được con. Vậy với chú nha. Nếu như con không về thì sao? Con nghĩ con làm vậy
là sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện sau. Rồi mẹ con sống có hạnh phúc hay không? Chị hai đã lỡ trót mất hai đứa bé, bây giờ con muốn mất luôn con à? Từ xưa tới giờ chưa bao giờ hai mẹ con phải sống xa nhau. Bây giờ con bỏ đi đột ngột, chị hai rất là buồn và nhớ con. Nhưng không biết phải làm sao, làm sao để khiến cho nội vui lòng và khiến cho mẹ con không buồn hả chú? Con yên tâm, chú đã có cách. Tin chú lần này đi. Ngân ơi, mẹ xin lỗi. Vì mẹ mà con phải hy sinh quá nhiều. Mẹ không biết để con ra đi là quyết định đúng hay sai nữa. Nhưng thực sự mẹ không muốn phải xa con ngày nào hết. Lại nhớ bé Ngân nữa hả? Em biết là con sẽ ổn, nhưng mà em chưa quen với cái cảm giác mà con sống xa em. Rồi mai mốt bé Ngân lấy chồng, chẳng lẽ em đi theo bé Ngân luôn hay sao? Em quên là lúc nào bên cạnh em cũng có một người chồng yêu em bền vững hay sao? Anh biết nịnh vợ cho lúc nào vậy? Nịnh vợ mà vợ vui ấy, thì anh nịnh hoài luôn. Nè, anh còn biết đọc thơ nữa. Anh làm thơ hả? Để anh đọc nha. À, anh yêu em như ông địa yêu chuối, như muối yêu đường, như bột ngọt yêu mayonnaise. Anh làm thơ gì kỳ vậy? Cái gì mà muối yêu đường, bột ngọt yêu mayonnaise là sao? Ủa kỳ hả? Sao anh Ninh chỉ anh nói là đọc vậy sẽ vui? Cười rồi kìa. Anh muốn em lúc nào cũng cười như vậy hoài luôn á. Hai người đứng tuổi rồi mà đứng ôm ấp kiểu này đó, kẻ ăn người ở họ thấy được, họ cười chê cho. Dạ. Ngân, Khôi, chuyện này là sao? Còn Ngân nữa, chẳng phải cô đã tự ý ra khỏi nhà rồi mà. Chính con là người đưa Ngân về. Con cũng thông báo cho mọi người biết là con thích Ngân. Cho dù thế nào đi nữa, con cũng không rời xa Ngân. Thôi, con có biết con đang nói cái gì không? Chú cháu thì làm sao mà yêu nhau được chứ? Tại sao không? Giữa con và Ngân có đâu có quan hệ huyết thống đâu. Nhưng mà người ngoài người ta sẽ nói gia quy nhà này không ra cái gì hết. Mẹ, thể diện của mẹ còn hơn hạnh phúc của con hay sao?
lời người ngoài nói quan trọng hơn là những gì con muốn hay sao? Mẹ không cần biết, mẹ nói rồi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, mẹ không bao giờ chấp nhận cái chuyện này. Nếu như mẹ đã nói như vậy thì tụi con sẽ dọn ra ngoài ở. Thôi, con nói cái gì vậy? Con uy hiếp mẹ đó hả? Dạ con không dám. Nhưng mà nếu như mẹ ép quá thì con sẽ làm. Con dám làm. Con. Mẹ ơi. Mẹ. Đưa mẹ ơi. Con nghỉ. Mẹ sao vậy? Vậy là sao hả con? Mẹ à, con xin lỗi mẹ. Con bây giờ mẹ phải làm sao đây? Mẹ uống miếng nước trà cho tỉnh táo đi mẹ. Để đó đi, mẹ không cần. Khôi à, con thật là hồ đồ. Mẹ thật là xấu hổ với ba con, với dòng họ nhà này, khi không dạy dỗ được con. Dạ mẹ ơi, Khôi có sai, nhưng mà không có tác tệ giống như mẹ nghĩ đâu. Ủa, nói như con á, là mẹ làm quá là mọi chuyện đó hả? Mẹ không bao giờ chấp nhận những chuyện mà trái với luân thường đạo lý tồn tại trong căn nhà này, hiểu chưa? Dạ con xin lỗi mẹ. Nhưng mà từ trước tới giờ mẹ có nghĩ với tụi con hay không? Hay mẹ thấy gia phong đạo lý của mẹ là đúng nhất? Khôi à, em sai rồi, đừng có nói nữa. Con xin phép. Mẹ muốn đi nghỉ, con ra ngoài đi. Nếu từ đầu mình cương quyết để con Ngân ở ngoài thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ không thể cản thằng Khôi, những điều mình lo lắng giờ đã xảy ra hết rồi. Bà nội sao rồi chú? Bà nội đã tỉnh rồi, nhưng còn rất mệt. Hay là con lên thăm nội nha. Con nghĩ là nội muốn điều đó hay sao? Chắc chắn là nội không muốn rồi. Nhưng mà con không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Con tệ thiệt á, hành xử hồ đồ quá, làm liên lụy bao nhiêu người. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Nếu như con muốn một người chấp nhận thì chính bản thân con phải chấp nhận và chiến đấu để bảo vệ tình cảm này. Trừ khi con không có tình cảm với chú. Hãy tin chú, ở lại đây và đừng bao giờ có suy nghĩ phải đi.
Mẹ, mẹ khỏe chưa mà mẹ xuống đây? Nhà của tôi muốn đi đâu tôi làm gì thì tùy tôi, chân cẳng tôi còn đi lại được mà. Dạ, con mời mẹ uống trà hoa cúc. Chuyện này bình thường, con Như nó làm cũng được. Dạ, tại con thấy mẹ không được khỏe, cho nên con muốn tự tay pha cho mẹ. Cảm ơn, tôi không có phước phần đó. Con dâu pha trà cho mẹ chồng là chuyện bình thường thôi mà mẹ. Ủa, cô cũng biết cô là con dâu bên gia đình này hả? Vậy phận làm dâu, cô coi lại cô có xứng đáng hay là chưa? Dạ thưa mẹ, con có làm gì sai, xin mẹ cứ dạy, con sẽ sửa đổi à. Điều thứ nhất, cái chuyện sảy thai là cái chuyện quan trọng, mà vợ chồng cô giấu và gạt tôi, như vậy là đúng hay là sai? Dạ thưa mẹ, chuyện đó là vợ chồng con sai, nhưng thật sự đó cũng là ngoài ý muốn, con mong mẹ bỏ qua. Điều thứ hai, tôi đã căn dặn nhắc nhở cô biết bao nhiêu lần là dạy dỗ con gái của cô. Cô chẳng những không dạy nó, còn dung túng cho nó làm những chuyện bại hoại gia phong gia đình nhà này. Điều đó là đúng hay là sai? Dạ thưa mẹ, chuyện tình cảm của hai người con cũng đã can ngăn, con cũng đã nhắc nhở bé Ngân nhiều lần. Trong chuyện này Ngân không đúng, nhưng chú Khôi cũng sai. Con rất hiểu nỗi lòng của mẹ, nhưng thật sự con không biết phải làm sao. Không biết phải làm sao? Rồi để cho em chồng với lại con riêng yêu nhau vậy đó hả? Con mời mẹ uống trà. Không uống. Dạ, con xin phép. Con tưởng chú đi làm rồi chứ. Chú đợi con đó. Con tự đi được mà. Chú đợi con nổi không thích đâu. Trong nhà này ai mà không biết chuyện giữa chú và con? Có gì đâu mà ngại. Nhưng con không muốn mọi người nghĩ con là người không hiểu chuyện. Sáng nay có cuộc họp với đối tác, thư ký không muốn đi cùng giám đốc hay sao? À ha, con quên nữa. Đi. Khôi. Vậy thôi mẹ đi làm. Thôi, đứng lại. Hai đứa làm cái trò gì trong nhà tôi vậy? Hả? Thì con nói rồi, tụi con đi làm. Dù tôi có chết, tôi cũng không bao giờ chấp nhận cái mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này. Con cũng bảo vệ tình cảm này. Con chọc tức mẹ đó hả Khôi? Con đã nói rồi, tụi con không làm gì sai trái hết. Đạo lý không chấp nhận chuyện chú yêu cháu, nhưng giữa con và Ngân không có quan hệ huyết thống. Chỉ có mẹ, mẹ có thành kiến và không chấp nhận mà thôi. Mẹ cũng thấy rồi đó, trong căn nhà này mọi thứ mẹ đều quyết định hết. Rồi bắt tụi con làm theo, nhưng đâu phải chuyện nào mẹ cũng đúng, đâu phải chuyện gì tụi con cũng sai. Con vì một đứa con gái này mà nói giọng vô lễ với mẹ vậy đó hả? Con chỉ nói sự thật mà thôi. Trên đời này không có người mẹ nào không muốn con mình hạnh phúc. Tại sao con tìm được hạnh phúc của mình, mẹ một mực ngăn cản quyết liệt. Đôi khi con có cảm giác con không phải là con ruột của mẹ. Khôi, xin phép mẹ con đi làm. Còn với cái, nó chọc cho tôi chết thì sao nữa mà. Từ lúc gặp đối tác tới giờ, tại sao con cứ hầm hầm không nói câu nào hết? Chú biết rồi mà còn hỏi con nữa hả? Lúc sáng á, thái độ của chú với nội là quá đáng lắm.
Con cũng biết bà nội mà, luôn làm theo ý nội. Nếu như chú không lên tiếng, mọi việc lại càng khó khăn hơn nữa. Nhưng mà càng làm vậy càng khiến cho mọi người mệt mỏi hơn. Chào bà, chú đã nói không có gì là không thử thách, và không có gì là không trả giá hết. Con đã hứa với chú sao? Cùng nhau chiến đấu, bảo vệ tình cảm này mà. Bà Thu! Cái gì? Bà tát tôi một cái, coi tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy bà Thu? Ông khùng, muốn tát cái gì trời? Đau! Ủa thì ông kêu tôi tát cho đã rồi giờ ông nói đau. Đau! Tôi tát phải đau chứ. Mà đau ở đây nhiều hơn nè. Gì vậy trời? Có gì đâu mà đau dữ vậy? Vậy là Ngân bỏ tôi thiệt hả bà Thu? Khoan nha, cái vấn đề nằm ở chỗ là Ngân với ông đã có cái gì đâu mà bỏ. Có chứ, tôi yêu Ngân mà. Tôi đau ở đây nè. Làm thấy ghê quá. Nhưng mà hai người đó rõ ràng là chú cháu mà sao vậy được? Ủa thì cũng rõ ràng là hai người đó chỉ là chú cháu, nhưng mà đâu có quan hệ máu mủ ruột rà gì đâu, đúng không? Trời ơi, buồn này khi nào dơ vậy Thu? Ông yên tâm đi, tôi nói ông nghe nè, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, hiểu không? Bây giờ nè, tối nay cùng lắm tôi đi ăn với ông một bữa ha. Ăn xong là vơi hết tất cả mọi nỗi buồn. Yên tâm, ông yên tâm đi, đồ ăn không bao giờ phản bội, không bao giờ nói dối ông đâu, hiểu không? Thôi đi, tình yêu của người ta đẹp đẽ linh thiêng, còn bà dí vô đồ chiên đồ xào vậy, bà biết tôi đau lòng lắm không? Đau lòng á, đau cái gì thì ăn cái đó. Tối nay đau lòng đúng không? Tối nay tôi dẫn ông đi ăn lòng gà xào mướp hết đau. Nhưng mà tôi đau tim. Đau tim á? Đau tim thì ăn cực heo cháy tỏi. Gì tào lao vậy bà? Tại tôi không thích ăn tim, hiểu không? Tim khó ăn lắm, cứng lắm. Mà thôi mệt quá. Nói chung là tôi nói ông nghe nè, cái chuyện của ông và nhỏ Ngân không có liên quan gì tới tôi. Mà ông làm gì ông ngộn than với tôi hoài vậy? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông nhỏ Ngân cũng chưa có một cái mối quan hệ nào hết trơn rõ ràng. Có gì đâu mà có buồn hoài. Nè, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn miệng là không tha ngày nào, hiểu chưa? Hiểu. Thì đừng có buồn nữa. Vô làm, vô làm. Tôi coi biết bao nhiêu là cảnh lãng mạn ngôn tình xảy ra ở trong công ty này luôn. Chị nói ai ngôn tình lãng mạn vậy chị hả? Thì tôi nói Phong Long vậy đó. Có ai có tật giật mình thôi. Bộ Ngân quen sếp Khôi thiệt hả? Chú biết con buồn là gì mọi người, cứ nói ra nói vô. Kể từ bây giờ trở đi, ai mà nói gì con, chết đi chú. Thôi chú, chú không cần bảo vệ con vậy đâu. Chú càng làm con càng thấy ngợp hơn. Mấy người ở công ty muốn nói gì kệ họ, họ nói riết học cũng chán à. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Anh vẫn đợi em hồn nhiên ngây thơ khiến
cho lòng anh thêm chơi vơi. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Khi yêu thương em sâu trong lòng, ngày ngần em đắn đo nên yêu anh không. Sẽ có khi gian khó u sầu, làm tình yêu cách xa không một ai thấu. Chỉ cần mình tin nhau chẳng buông tay, dù xót xa khó khăn cứ xoay xoay. Vì từng ngày yêu thương đã lên ngôi, chỉ có nhau thôi, chỉ có anh và em sánh đôi. Ôi. Sao? Cái gì vậy? Ê, mọi người biết gì chưa? Biết gì? Biết gì? Sếp Khôi và Ngân Ngân đang quen nhau. Trời ơi, em, cái chuyện này là không có đơm đặt được đâu nha. Em mà đơm đặt như vậy á, sếp mà biết á là sếp đuổi việc em chứ không phải chơi đâu. Ủa, chị nghĩ sao mà nói em đơm đặt vậy? Em đâu có dám mà đem mệnh hệ của mình ra đơm đặt như vậy. Trời ơi, chính mắt em với ông Đông chứng kiến. Vậy chị ông Đông, hèn gì á, bà Kim kêu mình là để ý con Ngân, thì ra bà đã nghi ngờ từ trước. Thôi, chị đừng có hỏi người ta nữa. Bây giờ người ta không cảm xúc rồi. Đông, chắc là em sốc lắm hả? Ê, mà ổn ghê ha. Hôm nay á, anh Nguyên, anh không đi làm bởi vì anh đâu có chứng kiến được một cái khung cảnh lãng mạn tình cảm như vậy được. Ê, mà nghĩ tới là hơi kỳ nha. Bình thường á, Ngân á sẽ kêu sếp Kiên là Dượng, rồi bây giờ á tự nhiên quen sếp Khôi, xong cái phải đổi lại kêu Dượng mình bằng anh. Mà nếu mà kêu Dượng mình bằng anh á, không lẽ kêu mẹ mình bằng chị, đúng không? Trời ơi, chị nghe em nói xong cái tự nhiên chị bị rối não theo luôn á. Để coi, coi như là bây giờ là hai anh em lấy hai mẹ con, thì từ hai mẹ con mình sẽ chuyển qua thành chị em bạn dâu. Thì đó, thấy kỳ chưa? Thôi mà thôi kệ, dù sao cũng là cách xưng hô thôi mà, đúng không? Thấy bình thường mà, tại vì người ta thích thì đâu có gì gọi là khó đâu. Nhưng biết đâu được, đó là tình yêu trong sáng, người ta yêu nhau chân thật mà. Trời ơi, chị ơi, em thấy không có trong sáng, không có chân thật gì ở đây hết trơn á. Chân thật, trong sáng gì? Em thấy cái chuyện này á không có phù hợp chút nào hết trơn á. Nè, em mà là Ngân á nha, em đã biết á đó là em của ba Dượng mình thì em cũng sẽ không bao giờ á đâm đầu vô vậy đâu. Đủ rồi, mọi người đừng có nói được không? Thằng này hết hồn. Sếp. Dạ sếp. Làm việc đi. Dạ. Sản lượng tôi mua trái cây sấy 6 tháng đầu năm bao gồm chi phí, sản lượng sấy, sản lượng xuất. Còn dư con đã gửi mail cho chú. Đây là file cứng đó. Còn trên bao bì? Đã thanh toán 2 quý đầu năm.
có truy xuất nguồn gốc, tiếp tục ký hợp đồng. Đây là file cứng, mẹ con cũng đã gửi cho chú. Khâu hậu cần thì sao? Vận chuyển, kho bãi, hải quan, tất cả trong hồ sơ này. À còn nữa, đây là giấy chứng nhận sản phẩm đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang châu Âu. Còn đây là hợp đồng xuất khẩu rau hữu cơ. Đây là hợp đồng hải sản, đủ hết rồi đó. Ủa, mà sao con biết là chú sẽ hỏi? Con đâu biết là chú sẽ hỏi gì đâu. Nhưng mà từ mail cho tới file cứng con gửi cho chú hết rồi. Chú kiếm cớ khi con vô đây đúng không? Chú quên. Con không có muốn là bà nội nói gì con mà chú làm việc không hiệu quả đâu. Lúc mà chú làm việc á, chú ngầu dữ lắm. Cho nên chú hãy tập trung làm việc đi nha. Vậy bây giờ chú không ngầu sao? Chú không có giống bình thường. Lạnh lùng, quy tắc, cứng nhắc thì mới là chú. Chứ không phải như con đã nói sao? Khi yêu sẽ trở thành một kẻ điên. Chú chỉ muốn cho ai đó thấy được trách nhiệm trong tình cảm của chú thôi. Cứng nhắc như vậy mới là chú nè. Nhưng mà ở công ty á, chỉ nên nói chuyện công việc thôi nha sếp. Ê, nói nghe nè. Sao? Có khi nào á, công ty của tụi mình á, biến thành cái sân khấu luôn không? Gì vậy? Nói gì vậy? Trời ơi, chứ không thấy hả? Hằng ngày á tôi coi biết bao nhiêu là cảnh lãng mạn ngôn tình xảy ra ở trong công ty này luôn. Chị nói ai ngôn tình lãng mạn vậy chị hả? Thì tôi nói Phong Long vậy đó. Có ai có tật giật mình thôi. Tôi thấy là công ty mình á cũng sắp biến thành sân khấu thiệt rồi. Tại vì không những chỉ có những cảnh ngôn tình lãng mạn mà còn có thêm mấy cảnh ganh tị, ghen ghét, nhìn mắt mệt. Ủa, bà đang nói bà hả? Tôi nói Phong Long á, trốn mày trốn, có tật á thì giật mình. Ngân Ngân, bộ Ngân Ngân quen sếp Khôi thiệt hả? Cần chi phải đợi câu trả lời? Nhìn mặt là biết rồi. Ngân đây á, không những giỏi về làm việc mà còn giỏi về lấy lòng người khác nữa. Chị nói gì vậy chị hả? Ê bà hả, còn bà biết bà giỏi vậy gì không? Gì? Bà giỏi làm mất lòng người khác đó. Bà làm gì bà cặt hiệ tôi hoài vậy? Ủa chứ sao sáng giờ bà cặt hiệ người ta hoài vậy? Chứ bà thấy tôi nói không đúng hả? Bà không thấy Ngân đây hả giỏi lấy lòng em trai của ba Dượng sao? Nè, nãy giờ Hạ hơi nặng lời với Ngân rồi đó. Nặng lời gì? Gì vậy? Làm gì cứ binh chầm chầm hoài vậy? Bộ không thấy sao mà cứ tối ngày binh hoài vậy? Nè, tôi thông báo cho biết nha, hiện tại là công chúa đã tìm được hoàng tử rồi. Bớt mơ ảo, bớt mộng tưởng lại nghe chưa? Dạ, tổng giám đốc. Đang giờ làm việc, ai cho nói chuyện riêng hả? Tập trung đi. Dạ. Dạ. Trời, trời tim tôi muốn rớt ra luôn. Có chuyện gì vậy? Em không biết em đã gây ra chuyện gì sao? Là sao? Ở nhà, chuyện giữa em và Ngân làm cả nhà xào xáo. Ở công ty, chuyện giữa em và Ngân làm cho công ty xào xáo. Em muốn mọi thứ xáo trộn lên thì em mới chịu hả? Em không cố tình làm cho mọi thứ xáo trộn lên.
Anh hiểu lầm rồi đó. Anh yêu cầu em chấm dứt chuyện giữa em và Ngân, để mọi thứ trở về trật tự cũ. Tại sao anh yêu cầu một cách vô lý như vậy? Chấp nhận tình cảm giữa em và Ngân mới là vô lý. Tại sao? Em không thấy mọi người phản đối chuyện tình cảm giữa em và Ngân sao? Em không có trách nhiệm làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng chuyện của em ảnh hưởng tới công ty. Mọi người lâu bàn tán, không tập trung vào công việc. Chúng ta chỉ xuất khẩu nông sản, chứ không phải xuất khẩu tin tức. Em và Ngân luôn giữ thái độ đúng mực ở công ty. Còn chuyện anh kêu em chấm dứt với Ngân là không. Con đây. Cái gì vậy chú? Con tự đoán ra được cái gì sao? Lại gà nữa đúng không? Sai, lần này không phải là gà. Chú lại gì? Ủa? Chú nhớ là con rất là thông minh mà. Tại sao con không đoán không được? Ngoài gà ra con đâu có nghĩ ra cái gì nữa đâu. Cho đoán là một lần nữa. Không nghĩ ra thiệt á. Mở ra coi đi. Trời ơi, tưởng gì? Thì ra là bánh. Mà quan trọng bánh này là bánh con thích đúng không? Vậy có cần đến trí tuệ hay không? Bánh thì liên quan tới trí tuệ. Giờ con đoán không ra đó. Chú này, bây giờ biết chọc con. Thấy con vui, chung vui theo. Thật ra chú biết con buồn là gì mọi người. Cứ nói ra nói vô. Kể từ bây giờ trở đi, ai mà nói gì con, chết đi chú. Thôi chú, chú không cần bảo vệ con vậy đâu. Chú càng làm con càng thấy ngợp hơn. Mấy người ở công ty muốn nói gì kệ họ. Họ nói riết học cũng chán à. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi. Cho chú đó. Này của con. Buồn nữa hả? Bà thử bà bị thất tình rồi bà có buồn không? Trời ơi, người ta thất tình á là trừ khi nào người ta có người yêu á, người yêu người ta bỏ người ta mới thất tình. Còn ông với Ngân Ngân quen được ngày nào mà ông thất tình? Nói tôi nghe coi. Ôi, đừng có buồn nữa. Nè, đừng nói tôi không thương ông à. Ha, mua sẵn hết rồi nè. Tôi biết buồn á là chỉ có đồ ăn mới xua tan mọi nỗi buồn thôi. Nè đồ ăn nè, ăn đi. Cài quăng không nổi. Trời đất ơi. Ủa, vậy tính ra là ông khóc vì cay hay là ông khóc vì thất tình? Tôi định không có khóc đâu, nhưng mà cái hơi cay nó ba lên mắt nên tôi mới khóc. Ê, ông khóc lắm mà ông tính toán quá vậy. Lạ lùng. Thôi, biết buồn rồi, ăn đi, ăn cho đỡ buồn đó. Mua đầy đủ hết trơn trời đó.
bảo đảm không cay. Nhưng mà đang cay quá bà, có trà sữa không? Cay quá cay rồi nè. Buồn mà hay đòi hỏi quá. Đây nè ba. Bữa này có trân châu không vậy? Có mới uống, không có không uống đâu nha. Dạ thưa, có trân châu phô mai ba thích nhất. Thậm chí có thêm hạt trái cây. Uống đi. Uống rồi nín cho tôi. Đàn ông con trai mà khóc chứ lóc. Ở trà sữa này ngon không bà? Trời, dĩ nhiên là ngon rồi. Đồ của tôi mua mà. Ông nghĩ sao? Tôi đâu phải đơn giản mới có được thân hình này. Phải ăn ngon mới được, hiểu không? Thôi, ăn uống xong đi. Rồi sẽ bớt buồn. Với lại á, tôi nói nghe nè. Rồi sẽ có người yêu ông nhiều hơn, hiểu không? Tới với ông, quan trọng là ông cứ chờ đi. Hiểu không? Người ta 50-60 tuổi người ta vẫn có tình yêu được mà. Mất cười quá. Sao chờ lâu quá giờ, nó 50-60 tuổi lận. Mà thôi dù sao cũng cảm ơn bà cho tôi ăn ngon quá nè. Yên tâm đi. Ăn xong thì sẽ hết buồn ngay. Từ đó giờ tôi quan niệm rồi. Những cơn buồn sẽ được đồ ăn xóa tan đi hết. Nè nha, buồn tình, buồn đời, thậm chí buồn ngủ là tôi hay ăn lắm. Bà ăn ngủ ghét hàng chi bà mập quá trời luôn. Ê giờ ông kiếm ăn hay kiếm chuyện? Ăn đi. Ăn. Mệt con. Nhanh tay lên đi. Dạ con xin lỗi. Con sẽ nhanh tay hơn ạ. Có cái ăn sáng không mà cũng làm lâu lắc à. Nhẹ tay chút được không? Dạ con xin lỗi. Con mời cả nhà ăn sáng ạ. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Ăn đi. Dạ, con mời mẹ ăn sáng. Dạ, mời cả nhà ăn sáng. Mời cả nhà. Mời mẹ, mời anh, mời cả nhà. Con mời nó, mời Dương, mời mẹ, mời chú. Xe ta bon trên mà dặm đường, vượt làng quê ta băng qua bãi suối đèo đồi đường. Thì xe ta băng xin trường. Thở 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 thở. Thường thường ta chọc lét phải nhậu, chọc lét giận vậy ta? Chắc lúc này lúc giận à. Có lỗ tai không? Có nghe tôi nói không? Hả? Tôi nói tôi không thích giỡn nha. Ta giỡn cho vui mà làm gì? Tôi đang quạo á. Sáng sớm hai người yêu thương nhau, gặp nhau mình phải vui vẻ chứ. Đâu có chuyện mà làm mặt ngầu như vậy được. Bực mình. Mà ai làm cho nhiều bực mình? Riết không biết sao sống nổi với cái nhà này. Cái nhà này hả? Ừ. Trời ơi là trời, mấy nay thì ở trong cái nhà này cũng thấy bực bội đủ thứ chuyện trên đời luôn. Nghiệt đó, nhà giống như người vô hình vậy đó. Gặp nhau không ai nói nhau tiếng nào, câu nào đó. Thì đó. Đúng không? Không. Mà là có chuyện gì mà bữa nay bực vậy? Không khí ngột ngạt, nắng nề. Mà sao, chuyện gì Như kể nghe coi. Ai la Như? Tôi hỏi ông nè. Sao? Bực bội không? Sao bực? Thì công việc của tôi thì ông biết rồi, sáng thì dọn thức ăn ra. Thì đúng rồi. Thì đó, sáng nay tôi bưng cái dĩa thức ăn ra. À, tôi đi rồi mà tôi thấy cái mặt bà, tôi nhìn tôi liếc qua cái là tôi thấy bà quạo rồi. Thành ra là tôi phải rất là cẩn thận, nhẹ đúng nhàng rồi, đúng rồi. Tôi để cái dĩa thức ăn xuống, cái tiếng để xuống nó kêu cái cọp cọp mà nó nhỏ xíu vậy, tôi không nghe mà tại sao bà nghe, xong bà la tôi. Nó bực bội không? Cái này là tôi nói thiệt là muốn kiếm chuyện với Như. Trời ơi là trời, như tôi là tôi xin nghỉ việc liền á, tôi nói thiệt. Giận quá mà. Không khí ngợp thở thiệt chứ. Ngợp thở lắm không? Ngợp sống ngợp. Thôi được rồi, ra đây. Tôi hô hấp nhân tạo cho. Tôi tán cho một bạt tay nha. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc nha, chứ tôi không có cà rỡn nha chưa. Đâu có, thì tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà. Thì thấy ngợp thở thì hô hấp. Tôi nói là cái không khí nó làm tôi nặng nề, ngợp thở. Nhưng mà có tôi, ít nhất có tôi thì không khí nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó vui vẻ hơn, còn muốn gì nữa. Chứ nhiều ông thấy à, cái nhà này mấy bên đây im lặng, chắc chắn sẽ có một cái chuyện gì đó mà tôi không biết. Đúng. Một bầu trời bình yên sẽ cảnh báo có một cơn bão kinh khủng sẽ ập tới. Rất là chính xác. Đúng. Nếu như có cơn bão, Ninh là đàn ông nên có thể vượt qua một cách dễ dàng. Còn Như là phần liễu yếu đào tơ, biết cách nào để chống chọi đây. Nè, có một bờ vai nè. Xa ra 1 mét hỏi nói chuyện với tôi, đừng có sáp sáp vô người tôi. Tự nhiên
Ninh muốn làm thơ quá. Muốn thì làm đi, cái miệng của ông chứ phải miệng của tôi. Ước gì như là cái khăn, Ninh là cần cổ, để khăn bấu vào. Bấu đi. Cái cần cổ của ông á là quấn cái nùi dẻ, còn tôi á là long cù, để tôi quấn lên cổ bạch mã hoàng tử. Hiểu không? Cốc chữa mà đòi cua hoài. Sao? Ghệ khó cù thiệt chứ. Đừng có làm bộ mặt giả tạo mà quan tâm chăm sóc mẹ chồng. Cái bản mặt của cô, của con gái cô, tôi không ưa. Càng nhìn thấy mấy người tôi càng thêm bệnh. Tránh ra đi. Bây giờ anh nghĩ coi, một đứa là con, một đứa là cháu nội ngang không? Rồi tự nhiên hai tụi nó thương nhau, anh thấy có trái khuấy không? Cũng giống như lời chị nói đó, cháu nội mà ngang không thì xét về mặt huyết thống nó đâu có dính líu gì với nhau. Từ khi mẹ kết hôn với Dượng lại có con ở bên cạnh, mẹ cứ nghĩ là những tháng ngày đau khổ của mẹ đã qua rồi. Nhưng mà bây giờ mẹ thấy mọi chuyện đang rối tung. Nhiều lúc mẹ nghĩ không biết chuyện mẹ kết hôn với Dượng là đúng hay không nữa. Mẹ à, mẹ đừng có nói vậy. Dượng rất là yêu mẹ. Còn con á, con lúc nào cũng mong là mẹ được vui vẻ, được hạnh phúc. Nếu con muốn mẹ bớt lo lắng, con hãy chấm dứt tình cảm mồng một của con và chú Khôi đi.